công tác hành trình hay là hộp hộp công tác hành trình cửa cuốn bên trong như này, rất là xịn. Vỏ này bằng gan, bánh xe này cũng bằng dạng nhôm, nhôm đúc. Đây có một mi, trong này có 4 chiếc công tắc khá tốt, nhìn thấy chất lượng khá cao. Ở giữa này có một con sâu, để con sâu này được gắn liền với bánh xe này. Bánh xe này sẽ được lai sang hệ thống trục chính để mà phát hiện chuyển động. Vậy nguyên lý của nó như nào? Ở đây mình dùng cái đồng hồ 2x1 để đánh đo dung mạch. Thì ở đây là bình thường thì hai dây trắng này sẽ nối với nhau, tức là cái công tác hành trình nó đang nằm ở cái đoạn giữa này. Hai dây xanh này liền với nhau. Thế còn khi mình di chuyển, khi hành trình di chuyển sang phía bên này để làm ngắt cái hai công tắc bên này, đây ngắt công tắc tách thì sao? Lúc đấy thì hai dây xanh này sẽ ngắt, và hai dây trắng này thì sao? Hai dây trắng này thì vẫn đang nối. Đó. Như vậy là với ở vị trí này thì hai dây xanh ngắt. Bây giờ ta lại di chuyển hành trình sang phía bên kia. Di chuyển hành trình sang phía bên kia. Thì lúc này khi tách cái thì là tới cái hành trình về phía cuối bên này thì hai dây xanh ngắt, hai dây xanh vẫn đóng, còn hai dây trắng thì ngắt. Như vậy là trong toàn bộ hành trình của nó thì hai dây trắng đóng với nhau, hai dây xanh nối với nhau, hai dây trắng nối với nhau, tức là thông mạch với nhau. Và khi sang phía bên này thì ngắt hai dây trắng, hai dây xanh vẫn nối với nhau. Còn khi di chuyển sang bên này thì nó sẽ ngắt hai dây xanh, di chuyển sang bên này thì hai dây xanh sẽ ngắt và hai dây trắng thì vẫn nối. Thế như vậy là toàn bộ hành trình của nó. Tóm tắt lại là khi di chuyển sang bên này, trong toàn bộ hành trình thì hai dây xanh thông với nhau, hai dây trắng thông với nhau. Ở điểm cuối phía bên này thì hai dây trắng vẫn thông với nhau, hai dây xanh ngắt. Đây là về nếu về điểm cuối bên này. Còn khi di chuyển sang điểm cuối bên này thì sẽ hai dây trắng ngắt và hai dây xanh đóng. Như vậy là đấy là nguyên lý của về phần dẫn điện của 4 cái cọng dây này của bộ công tắc hành trình. Các bạn có thể tùy biến để chế biến vào các cái hành trình khác, không phải là chỉ lắp riêng cái cửa cuốn, mà có thể chế biến vào để mà định vị các hành trình khác. Nó còn có thể thay đổi được cái độ dài của hành trình bằng cách là thay đổi cái khoảng cách giữa hai cái hệ thống nhỏ này, bằng cách nới lỏng con ốc này hoặc nới lỏng con ốc này và di chuyển cái này lui vào hoặc lui ra, hoặc di chuyển cái này lui vào hoặc di chuyển cái này lui ra, bằng cách là vv cái này đây làm cho ngắn hành trình lại hoặc dài hành trình ra bằng cách thay đổi cái khoảng cách này. Đấy, sau khi mình dê như này để di chuyển hai cái con chuột này thì mình quặn chặt lại, và như vậy là mình đã thay đổi được cái độ dài của cái hành trình và cái vị trí của hành trình bằng cách là thay đổi vị trí của hai con vít này, bằng cách là nới ốc ra và di chuyển nó bằng cách vv hai cái bánh răng này. Ok, vậy đấy là toàn bộ cái hệ thống ở bên trong như này. Các bạn có thắc mắc gì nữa về cái hệ thống hành trình của cửa cuốn này thì có thể hỏi thêm vào cái số điện thoại 0919516699.